Xin chào và chào mừng các bạn đang quay trở lại với Way to Weird. Nhưng mà không, hôm nay thì không phải là Way to Weird cartoon, anime hay là movie, mà hôm nay là buổi offline Doctor Strange 2 của Way to Weird Studio. Để có thể thỏa mãn cơn thèm khát được cùng nhau hò hét và thưởng thức những siêu phẩm của Marvel, thì ngày hôm nay Way to Weird tổ chức buổi offline này với hy vọng sẽ là một nơi để chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại và thưởng thức siêu phẩm Doctor Strange 2. Và đây là một chương trình được tổ chức với rất nhiều nỗ lực của ban tổ chức chúng mình, và cũng hy vọng rằng đây sẽ giống như một lời tri ân để gửi tới tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng với chặng đường phát triển của Way to Weird trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà trước khi có thể đến với những hoạt động tiếp theo trong buổi offline này, thì hãy cùng với Phương Nguyên đi dạo quanh một vòng rạp để xem là những người bạn có mặt trong ngày hôm nay họ đang cảm thấy như thế nào và họ háo hức ra sao với phần phim lần này nhá. Let's go! Thực ra là mình biết là kỳ vọng thì nó sẽ thất vọng ấy, nên là mình sẽ kiểu đi xem một tâm thế kiểu xem để vui thôi, xem để review nữa, là cũng sẽ hơi bắt sạn một tí. Phase 4 tiếp theo của Marvel nó sẽ có những diễn biến như thế nào? Kỳ vọng rất là nhiều vào sự xuất hiện của biến thể Iron Man, và kiểu như là Wanda có thể làm sao đó gặp lại hai đứa con của mình. Mình thích Iron Man. Tất nhiên là Doctor Strange rồi. Mình thì bị thu hút bởi Wanda. Superior Iron Man này, Doctor X này, cái ông đầu chọc bị xe lăn ấy, các kiểu Doctor Strange này, chắc thế thôi. Mình đoán thì mình hy vọng là Iron Man biến thể từ những vũ trụ khác. Khó đấy, mình bay cho đỡ tốn tiền chơi đồ. Sao năng tăng, đúng rồi, sao năng tăng, bay đi. Khả năng gọi là di chuyển không gian. Thì mình muốn có thể đi đâu đó cho nó đỡ phức tạp, mất thời gian. Mọi thứ nó đã đơn giản rất là nhiều rồi, chỉ cần một cái điện thoại thôi là chúng ta có hay dựng, chúng ta có thể làm tất cả nội dung sáng tạo mà chúng ta mong muốn, cho nên là nếu các bạn muốn các bạn làm thôi. Kể tên hai bộ phim ngoài MCU có sự góp mặt của diễn viên Benedict Cumberbatch. Anh là
Simon Vang. Không biết các bạn có theo dõi kênh anh hay không. Thì kênh anh hiện nay là 2.2 triệu người rồi. Chuyên review phim và các thể loại. Dạ mà. Còn mình là Đức Reaction, chuyên reaction MV và phim ở trên TikTok. Hiện tại giờ quá choáng ngợp rồi. Chỉ biết nói là cảm xúc lẫn lộn. Định là một hồi về sẽ trấn an lại cảm xúc, bắt đầu viết review là được. Cảm xúc như anh Simon thôi, kiểu đúng là đa vũ trụ hỗn loạn. Bây giờ cảm xúc hỗn loạn rồi, biết nói nào bây giờ, toàn wow, chỉ biết là wow và thôi. Dạ, rất là hay và thỏa mãn về phần hình ảnh với lại cốt truyện của phim lần này. Theo như cách thể hiện thì đây là bộ phim mở đầu về đa vũ trụ. Thì tương lai á, đa vũ trụ sẽ còn nhiều cái phức tạp hơn như vậy nữa. Dạ, em nghĩ là Dr. Sen có thể là sẽ tiếp tục giải quyết về cái vấn đề đa vũ trụ khác. Chắc chắn 100% sẽ rối hơn. Thì giống như chang như là truyện của Marvel bây giờ cũng rối hơn bởi vì đa vũ trụ. Mình cực kỳ thích thú với buổi off fan như vậy luôn. Nếu mà có một buổi nữa mà Way to Way tổ chức chắc chắn mình sẽ đăng ký. Dạ. Yeah. Xung quanh mình là toàn những người thích Marvel. Để cho nên là mỗi khi có nhân vật mới hay là có chi tiết rồi mọi người hú hét rất là vui. Ồ, rất là sướng, rất là thích. Dạ, sự kiện này rất là vui. Đây cũng là lần đầu tiên em đi nên là em còn hơi bỡ ngỡ một chút ạ. Các bạn thân mến, như vậy là sự kiện offline Doctor Strange 2 do Way to Way Studio tổ chức cũng đã khép lại. Với rất nhiều những hoạt động thú vị từ mini game, bốc thăm trúng thưởng cho tới phần xem phim mà mình tin rằng các bạn tham gia ngày hôm nay cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Và hy vọng rằng sự kiện vừa rồi của Way to Way tổ chức cũng đã là một cơ hội để tất cả chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại, thưởng thức, cùng nhau hò hét và vỗ tay như những giây phút tuyệt vời vừa rồi ở trong rạp. Và mong rằng trong tương lai các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Way to Way và những sự kiện sắp tới của chúng mình nhé. Way to Way out! Đây, thằng đi ra. Có cả 64 thôi. Nó không lấy nét đấy nghe. Nhắc tổng phí đấy. Chị Thu, chị đã kịp uống một nước nào chưa? Chị đã kịp chưa à? Đưa đi mở lên, tao mang cho. À đây, vâng, xin lỗi bố.